Rồi quý vị chúng ta cùng an tọa tôi có vài điều làm chứng trước khi tôi muốn dùng lời của Chúa chia sẻ trong buổi sáng hôm nay kính thưa hội thánh trong năm nay thì từ đầu năm đến giờ thì đây là nơi đầu tiên mà tôi đi ra để giảng lời Chúa vào ngày chủ nhật Thật ra thì tuần trước tôi đã đi rồi à, à, hội, hội thánh nhà thì không nói rồi Nhưng mà mãi à, cho đến khi lễ phục sinh thì tôi mới giảng được à, Tôi không muốn giảng qua online Lý do là từ ngày mùng 2 Tết Tôi bị gãy, à, gãy xương mắt cá chân Và tôi nằm cho đến à, tôi thật sự đi nhóm lại với hội thánh nhà Là hôm lễ phục sinh Uh, hơn 3-4 tháng như vậy hình như có một cái mic nào đó nó chưa tắt á cho nên nó bị dội dội uh, hơn 3-4 tháng uh, như vậy thì uh... nhưng mà quý vị biết không uh, ngày 10 tây tháng 3 có nghĩa là tôi mới nằm khoảng chừng một tháng hơn một tháng một tí thì ngày 10 tây tháng 3 tôi nhận được khung tin đó là hai đứa con trai à, đứa con trai và đứa con gái tôi nó đang đi học À, mỗi lần thì tôi hay uh, chở chúng nó đi học nhưng mà lần này thì chúng nó lớn rồi tôi mới để chúng nó chạy đi học vì tôi nằm ở nhà tôi bị gãy xương mắt cá chân đó, Cho nên tôi phải bắt vít vào không đi lại được à, chúa cho phép điều đó xảy ra tuy nhiên mà tôi cảm ơn chúa rất là nhiều bởi vì uh, trong ngày hôm đó tôi nhận được tin rằng uh, anh ơi uh, anh là phụ huynh của hai đứa nhỏ nó bị tai nạn nằm ngoài đường kìa anh ra anh chở nó về đi cấp cứu đi nó không dậy nổi quý vị nghe điều đó thì quý vị sẽ sao dạ yeah. cảm ơn uh, chúa vì mọi điều xảy ra thật là tốt lành con gái tôi thì uh, mai mí mắt của nó mấy mũi con trai thì uh, bầm dập hết từ bên phải uh, bây giờ thì uh, chúng nó đã đi học lại được rồi nhưng trong ngày hôm đó lời của Chúa ở trong Thi Thiên 32 câu 11 một à, Tôi chỉ biết nói với Chúa rằng đầu tiên thì tôi cũng bị hoảng một tí Nhưng sau đó tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi xin gìn giữ các con có con Tôi không biết phải như thế nào, tôi không biết phải ra làm sao Nhưng mà tôi tin rằng Chúa thật là tốt lành Ngày mai là sinh nhật cái thằng Úc và tôi thì không bao giờ muốn bỏ bất cứ một sinh nhật nào của những người thân trong nhà Từ mẹ tôi, giàu hơn 80, là chuẩn bị sinh nhật nè Thì năm nay chỉ có mẹ tôi là được làm sinh nhật thôi đặc tiệc này kia làm thôi Tại vì mọi người đã xong rồi Sinh nhật tôi đúng ý gì mà tôi nằm chân rồi Thì quý vị biết nó có những cái như vậy đó à, Nhưng mà cảm ơn Chúa à, Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 32 câu 11 Tôi xin đọc câu kinh thánh này và lúc bây giờ tôi chỉ ngồi ở ngoài uh, ngoài ban công và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi xin giúp đỡ, à, hỡi người công chính hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức hô va hỡi những ai có lòng ngay thẳng hãy vui mừng. thật sự ra khi tôi đọc câu thánh này lòng tôi nó vui, dầu rằng tôi không biết chúng nó vào cấp cứu như thế nào, dầu rằng tôi chưa được nghe một câu một câu gọi điện thoại của Uh, thậm chí quý vị biết không, chúng tôi ở trên chung cư mà tôi mới gọi Thành rằng Thành ơi, em giúp giùm anh em chở vợ anh đi ra, kéo hai đứa nhỏ vào trong bệnh viện chụp hình x quang hết cho anh đi, chụp hình cấp cứu hết cho anh đi. Thành nói cái gì nữa với anh? Anh ta chỉ là một bảo vệ thôi nhưng mà khi mà biết tôi sự việc xảy ra với lại uh, trong cái năm mà bị dịch á thì uh, Chúa cho tôi làm rất là nhiều việc ở trong chung cư cho nên người ta biết mình rất là nhiều cái gì nữa vậy anh? Ngay cả trưởng ban uh, trưởng ban quản trị của chung cư trước uh, uh, nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ 2 họ đều biết tôi. Khi mà hay cái tin rồi họ cũng ghé thăm, họ cũng hỏi thăm hỏi. Rồi không ngờ con mình bị như vậy, nhưng mà đúng là lời của Chúa. Có lúc mà tôi hoảng loạn lắm thì tôi mở Kinh Thánh ra trong Thi Thiên 32 này. Và chính con Kinh Thánh này nâng đỡ đời sống của tôi. Tôi muốn làm chứng những điều này trước khi chúng ta học lời của Chúa, bởi vì cho tôi tôi không muốn học lời Chúa bị cắt cái gọn cái gì đó cho nên tôi nói quý vị ở trong đời sống mình đi với chúa sẽ có những giai đoạn rất là khó khăn để chúng ta cảm tạ lắm nhưng mà nếu chúng ta cảm tạ được trong những giai đoạn này nè thì chúng ta sẽ được đánh dấu một bước ngoặt lớn trên đời sống mình đó là luôn biết ơn chúa trong mọi sự là một cơ đốc nhân chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời bạn muốn hay không muốn thì bạn phải là người biết ơn chúa chứ Quý vị biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay tôi muốn giảng về một đề tài nói về sự thăng thiên của Chúa. Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm. Đó là lý do mà tôi sẽ cùng học với quý vị ở trong sách Công vụ Cái Sứ Đồ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. bốn. À, chắc có thể mình chiếu máy để mình cùng đọc với nhau chung một bản kinh thánh cho dễ. công vụ đồng 1 từ câu 1 đến câu 14. Có chưa ạ? Bây giờ xin kính mời chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta cùng đọc chung với nhau một bản kinh thánh chung với nhau ở đây. Chúng ta bắt đầu. Trong quyển thứ nhất, Đức Giêsu đã thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu cho đến được tiếp về trời, sau khi đức... linh truyền dạy cho tứ đồ ngài sau cái chế thống khổ ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cớ rõ ràng cho họ thấy ngài hiện đến với các sứ đồ suốt bốn mươi ngày và dạy bảo họ những điều về nước đức chúa trời trong khi họp mặt Ngài căn dặn họ, các con đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải chờ điều cha đã hứa là điều các con đã nghe ta nói. Vì dân đã làm bắp tem bằng nước, nhưng ít ngày nữa các con sẽ nhận bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Dạ, tiếp tiếp Vì vậy, những người họp với nhau hỏi Ngài, Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc của Israel không? Chúa đá các con không nên biết thì giờ hay thời kỳ là điều thuộc quyền Cha định đoạt. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta, Salem cả xứ Jude, xứ Samari cho đến tận cùng quả đất sau khi phán dài xong các lời ấy chúa được tiếp đón về trời đang lúc các môn đệ nhìn theo ngài một đám mây tiếp ngài khuất đi không còn trông thấy nữa họ còn chăm chú nhìn theo ngài lên trời bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện ra đứng bên họ bảo các người galilei kia Giêsu à. trời Sẽ... sau đó họ từ núi ô về jerusalem núi ấy ở gần thành jerusalem chỉ cách một quãng đường đi một ngày sa bát về đến nơi họ lên lầu và ở tại đó hiện diện có phê rơ dân yuka andre Philip, Líp, Ma Cơ, Con A Phê, Simon, người thuộc nhóm Xê và Judah Con Gia con Cơ. Tất cả những người đó đã đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà. Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu và em trai Ngài. Amen. Tôi xin phép cầu nguyện trong giờ này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con độc lời của Ngài. Giờ này chúng con muốn soi mình qua lời của Đức Chúa Trời, xin phán dạy chúng con trong giờ này, hỏi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin dùng lời của Ngài nâng đỡ khích lệ dạy dỗ trên mỗi lòng của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Phải Chúa ơi, kẻ nói người nghe hết thấy được phước ở trong nhà của Ngài. Chúng con chân thành hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen xin kính mời quý vị chúng ta cùng an tọa à, chúng ta đang đọc à, bản à, dịch mới đúng không? Dạ yeah. tôi à, có một à, một câu kinh thánh mà tôi nghĩ rằng sẽ là câu gốc à, tôi à, vì câu này rất là hay cho nên là tôi nghĩ rằng à, chúng ta sẽ khai thác với nhau câu kinh thánh này ở trong cái bản truyền thống à, câu số 11. tôi xin phép đọc ở đây và nói rằng hỏi người Galilee sau các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy chủ đề mà tôi muốn cùng học quý vị đó là Giêsu con người hoàn hảo theo quý vị nghĩ một con người hoàn hảo một con người hoàn hảo sẽ trải qua năm bước. Và Chúa đã trải qua bước thứ tư rồi, chỉ còn một bước nữa. Tại sao tôi muốn lấy cái chủ đề Giêsu con người hoàn hảo trong cái dịp lễ kỷ niệm mừng Chúa thăng thiên về trời như vậy? Bởi vì thật sự năm bước của một con người hoàn hảo Giêsu á thì nó gồm có như thế này, Tôi không biết quý vị có biết chưa nhưng mà tôi xin chia sẻ ở đây để chúng ta có thể biết. Thứ nhất sinh ra đời. Mục đích Chúa Giêsu sinh ra đời để Ngài chịu chết. Một con người thật ra thì trên thế giới này không ai đạt được cái điều đó đó. Một con người hoàn hảo đó là mục đích sinh ra đời đúng ý nghĩa, đúng mục đích của Ngài để Ngài chịu chết. Và Chúa Giêsu là con người hoàn hảo ấy. Điều thứ hai, cái bước thứ hai mà Chúa Giêsu phải đối diện ở trong con người hoàn hảo. Sinh ra, chết là cái bước thứ hai. Bước thứ ba là sống lại. Mọi người trên đất này khi chúng ta có Chúa thì chúng ta mới bước qua cái bước thứ ba là chúng ta sẽ sống lại. Nhưng mà bước thứ tư không ai có được đó là thăng thiên. Và bước thứ năm đó là tài lòng. Người hoàn hảo giê sẽ trải qua năm bước sinh, chết, sống lại, thăng thiên và tái lầm. Ngài đã làm hoàn tất bốn điều, còn lại điều thứ tư. Còn lại làm bốn bốn điều rồi, còn lại một điều cuối cùng là điều thứ năm, đó là Ngài sẽ tái lầm. Chúng ta trở lại trong đoạn kinh thánh trong công vụ đoạn 1, ghi lại như thế này. Tôi xin dùng bản uh, truyền thống ở đây nhé. Hỡi Theophila trong sách thứ nhất của ta ta từng nói mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời sau khi Ngài đã cày Đức Thánh Linh mà răng bảo các sứ đồ Ngài đã chọn. Việc mà Chúa được cất lên trời đó là một trong những biến cố mà cả nhân loại này phải sửng sờ. Ngài sống lại Ngài sống lại đó là một biến cố lịch sử rồi Vì Chúa Giêsu sống lại chúng ta mới có lịch màu đỏ Đúng không? Chúa Nhật Là Chúa làm chủ ngày này Ờ à. cái lịch màu đỏ thì hôm có nhiều mình có cãi đi cách mấy Nhưng việc Chúa Giêsu thăng thiên về trời Nó là một cái giá trị nâng cao hơn một chút Bởi vì nếu Ngài thăng thiên về trời Điều đó có nghĩa là Ngài đủ tư cách để trở lại và chính Giêsu đã nói với, với lời của Chúa mà ông Luca ông nói với chúng ta thông qua thông qua ông viết cái quyển sách cho Theophilus là quý nhân của ông là người yêu quý kính trọng của ông như thế nào ngài cậy thánh linh đức thánh linh mà răng dạy mọi điều với tất cả các sứ đồ mà ngài đã lựa chọn câu thứ ba gì sau khi chịu đau đớn rồi trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ chỉ ra cho mình đã sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự nói về nước Đức Chúa Trời. Là một cơ đốc nhân, càng tin Chúa lâu năm thì phải càng nắm rõ mấy cái này. Tôi thiết nghĩ rằng nhiều cơ đốc nhân tôi hỏi sơ cái không có hiểu được mấy cái vụ này. Thứ nhất, năm 30 tuổi, Chúa Yêu bắt đầu thi hành chức vụ mình phải hiểu được điều đó Kinh Thánh không nói về Thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Kinh Thánh chỉ nói đơn giản rằng Ngài ở lụy với cha mẹ Ở tại vùng quê Nazareth mà thôi Nhưng mà đến năm 30 tuổi Thì Ngài bắt đầu đi xuống phía nam Cùng với dân Báp Làm phép Báp tem Và đó là một cái biến cố Ban đầu Ngài phụ với dân Làm Báp tem rồi bao nhiêu nữa tới năm 33 tuổi, hơn năm 33 tuổi, khoảng 33 tuổi rưỡi hay nhiêu đó đó. Thì điều gì xảy ra đối với ngài? Ngài bị treo trên thập tự. Rồi sau nữa, sau đó 3 ngày sau ngài sống lại. Tới cái chỗ này tôi muốn làm chứng một chút. Cái thằng Út nhà tôi mới quý vị biết rằng tôi cũng ráng thêm một đứa nữa thằng nó mới 4 tuổi thôi. Nhưng mà nó biết luôn, nó biết tôi đưa dạy cho nó nó biết luôn, nó còn hỏi cắt cớ rằng ba mấy ngày sau chú sống lại? Nó hỏi mình ngược lại vậy đó Ba mấy ngày sau 5 ngày phải không nếu, nếu mà tôi trả lời 5 ngày Ừ cái đó Ba sai rồi Là cơ đốc nhân Bạn phải hiểu tất cả những điều này Bạn phải hiểu được cái giá trị Mà Chúa đã sống lại Đó là một minh chứng đàn hoàn toàn Rồi điều gì Từ khi Ngài sống lại Ngài ở trên đất này 40 ngày Nhớ giùm tôi yếu tố này nhiều người để quên cái yếu tố này Ở trong quyển Kinh Thánh Không đem ra trong tâm trí của mình Kinh Thánh ghi rất là rõ Sau đó Ngài ở với môn đồ 40 ngày để làm gì Ngài dùng đủ mọi cách Để chứng minh rằng Ngài thật sự đã sống lại Đúng không ạ Đúng không ạ sau cái chết thống khổ Ngài tỏ ra mình sống bằng nhiều chứng cứ rõ ràng cho họ thấy Ngài hiện đến với các sứ đồ trong suốt Trong suốt bao nhiêu? 40 ngày dạy bảo họ những điều về nước được Chúa Trời. Có nghĩa rằng khi Chúa Giê Chúa Giêsu ở với họ trong suốt 40 ngày này. Như vậy thì ngày ngày mà ngài Chúa Giêsu thăng thiên á là 40 ngày sau khi ngài sống lại. Được chưa? Mình nhớ điều này chưa? Tôi nghĩ rằng nhiều cái đông dân không nhớ, không biết mấy cái này. Rồi điều gì nữa? sau đó câu kinh thánh kế tiếp rằng lúc ở với các sứ đồ trong khi họp mặt ngài căn dặn họ các con đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải chờ điều cha đã hứa là điều các con đã nghe ta nói hãy chú ý giùm tôi điều này nếu Chúa Jesus không đi nếu Chúa Jesus không về trời không thăng thiên thì Đức Thánh Linh sẽ không đến đây là giá trị mà tôi nói với quý vị tại sao Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh phải đến Nhưng mà để Đức Thánh Linh có thể đến được Thì Chúa phải thăng thiên Vai trò nhiệm vụ của Chúa lúc này đã hoàn tất Ngài đã hoàn tất Nhưng mà điều mà sáng hôm nay chúng ta cùng học Đó là trong số những người sứ đồ này Trong số những người đi theo Ngài đó, như thế này Các con đừng ra khỏi thành Jerusalem Đức Thánh Linh dán lâm tại Jerusalem. Đừng ra khỏi nơi đó, hãy chờ điều ta đã hứa. Lắm lúc Chúa rất cần chúng ta ở yên một chỗ để nhìn xem Ngài. Bốn tháng quá đủ quá cho tôi. Một người thường đi lại, năng động, đi lại tới lui. Thật ra thì tôi nói với quý vị rằng trong 4 tháng đó tôi đâu được ở yên đâu. Ngoài trừ những ngày mà tôi nằm trong bệnh viện, tôi mổ trong suốt 7 ngày trong bệnh viện. Sau đó tôi về nhà là tôi bắt đầu tôi dạy hàng đêm. Mỗi đêm tôi đều có lớp, ngoài trừ tối thứ tư, tôi còn rảnh được tối thứ tư, tối thứ bảy và tối chủ nhật thôi. Thật ra thì tối chủ nhật là tôi đang hoãn, chứ thật ra thì chỉ rảnh được tối thứ tư và tối thứ bảy thôi. Còn các đêm khác thì tôi có lớp hết. Và chưa kể dạy ban ngày qua online, qua Zoom nhưng mà tôi đang muốn nói về cái trường hợp này đôi khi Chúa để chúng ta đến một nơi mà chúng ta phải yên tĩnh với Ngài hãy coi giùm tôi ai đọc giùm tôi từ câu 12 đến câu 14 cái cách mà các sứ đồ và những người phụ nữ này đã yên tĩnh ở trong sự hiện diện của Chúa như thế nào Jabat về đến nơi họ lên lầu ở tại đó hiện diện có Peter, Giang, Jacob, Andre, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, Jacob, con Andre, Simon người thuộc nhóm Zelot và Juda con Jacob tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu và các em trai ngài mười ngày cầu nguyện kiên trì liên tục cho đến khi sang bước sang đoạn 2 Đức Thánh Linh giáng lầm đến với hội thánh của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, sẽ có những giai đoạn chúng ta sẽ cầu nguyện kiên trì liên tục để học lời của Đức Chúa Trời. Và cái bài giảng của tôi đầu tiên sau những ngày mà tôi ở trong cái sự yên nghỉ với Chúa đó có người đến gặp tôi nói cảm ơn Chúa về lời Chúa sáng hôm nay. Đúng rồi Chúa để cho thầy ở lâu vậy thầy giảng hôm nay lửa cháy hừng hực đầu của em. Và tôi nói cháy tóc chưa? Thưa quý vị, sẽ có những giai đoạn Chúa cho chúng ta ở trong cái sự hiện diện của Ngài liên tục như vậy. Chúng ta tưởng tượng nếu các môn đồ, nếu những người phụ nữ này, nếu những con người này không nhóm lại cầu nguyện liên tục thì thử nghĩ việc được thánh linh giáng lâm sẽ như thế nào không một trong những điều mà chúng ta cần học trong buổi sáng hôm nay khi chúa đẩy chúng ta vào một nơi thì chúng ta hãy vâng lời ngài amen Chúa đẩy chúng ta vào một nơi đặc biệt thì chúng ta hãy vâng lời Ngài lắm lúc chúng ta phải vâng lời Chúa trong cái giá trị mà Chúa đang muốn chúng ta ở riêng với Ngài phải đó quý vị sẽ có những giai đoạn đó sẽ có những giai đoạn mà chúng ta nói rằng ôi Chúa ơi xung quanh con không còn ai nhưng đó là cách Chúa đang muốn gần với cuộc đời của chúng ta Amen bây giờ quý vị bắt đầu tập đi tôi không nói điều này để rồi là à, sẽ có tai nạn khó khăn không phải quý vị phải hiểu rằng sẽ có những giai đoạn rất khó khăn cho đời sống của mình trong cái giá trị một người đi với chúa chúa rất cần chúng ta lắm hãy nhớ lại đi quý vị khi chúa giảng ở đám đông rồi sau đó chúa chúa làm gì chúa kêu riêng ba người ra chúa giảng ở một đám đông nhưng mà chúa vẫn chữa lành cho một người đúng không ạ Ngài luôn muốn xây dựng mối quan hệ Ngài với cá nhân với một ai đó. Đôi khi chúng ta quá ồn ào bởi vì gì? Công tác của Chúa, chúng ta quá ồn ào bởi vì bởi vì nhiều việc xung quanh của chúng ta, chúng ta quá ồn ào nào là đi chợ nấu ăn, rửa bát rồi phụ giúp gia đình, này kia đủ thứ, nào là đi làm rồi rồi đi học, đủ mọi thứ. Nhưng Chúa vẫn muốn xây dựng mối quan hệ riêng tư của chúng ta với ngài chúa vẫn muốn điều đó mà nếu ai không kinh nghiệm mối quan hệ riêng tư của mình với chúa thì hãy coi lại chính đời sống của mình bởi vì sao hãy nên nhớ một điều rằng ngài đến trần gian này để ngài làm việc riêng chứ không ngài không làm việc số đông ngài có làm việc số đông nhưng ngài rất thích mối quan hệ riêng tư của mình đối với ngài. Và sáng hôm nay, nhân cái cơ hội mà chúng ta học với nhau trong đoạn kinh thánh này, tôi muốn khích lệ quý ông bạn chị em rằng hãy tìm kiếm riêng ngài đi. Đôi khi chúng ta hãy tự tắt cái điện thoại đi. Đôi khi chúng ta tắt cái Facebook đi. Đôi khi chúng ta tắt những mạng xã hội đi hãy ở riêng với ngài chúa cần quý vị lắm chúa cần quý vị lắm đúng không ạ chúng ta nhiều khi chúng ta lưu bú lắm chúng ta hãy nghiệm lại một, một, một ngày bình thường mà quý vị có trong cuộc sống này đi sáng quý vị làm gì mở mắt ra cầm cái điện thoại coi ai nhắn tin hả hay làm gì mở mắt ra có chúa nhắn tin cái gì mở mắt ra đọc kinh thánh liền giùm tôi hãy tập một thói quen như vậy đi chúa cần chúng ta riêng tư với ngài lắm quý ông bạn chị em ơi sẽ có những giai đoạn như vậy chúa rất cần chúng ta nếu quý vị lưu bu bởi nhiều cái việc khác thì tôi thưa quý vị rằng mối quan hệ giữa quý vị với chúa đang có vấn đề mối quan hệ hai vợ chồng cũng vậy đó ông chồng đi làm bà vợ ở nhà lo việc nhà hoặc là ngược lại hay là sao đó nhưng mà nếu không có một cái mối quan hệ riêng tư thì vợ chồng đó đang có vấn đề đó là chắc chắn chúng ta và chúa đừng để chúng ta và chúa có vấn đề bởi những cái việc lưu su bu bởi những việc bận rộn bởi những việc công việc của hội thánh nữa thậm chí có nhiều người lưu bu công việc hội thánh mà quên mở miệng cầu nguyện tìm kiếm chúa mỗi ngày tôi vẫn thích thằng con trai tôi nó có một lời làm chứng như thế này mỗi lần anh chị nó lên xe tại vì anh chị nó bị tai nạn rồi nó biết rồi cho nên nó mốt lên xe là phải nhớ nha nó giống như anh hai người ta vậy lên xe là cầu nguyện liền nha ra khỏi nhà là cầu nguyện nó giận như giận ông cụ non mà giận nó giận từng chút một đến nơi hai đứa kia nó quạo wow luôn biết rồi ủa quý vị có cần người ta giận mình như vậy đâu đúng không nhưng mà nhiều khi chúng ta quên đi cái mối quan hệ mình với Chúa là một mối thông công cầu nguyện hàng tu hàng tuần hàng ngày hàng giờ bao nhiêu người ở đây chưa đọc kinh thánh trong tuần này, không chắc hội thánh khác thôi. ở đây chắc không có đâu, đúng không mục sư hay. Dạ, ở đây một, ở đây tốt lắm, không có sao. Không? Thậm chí à, trong một, một lần kia thì à, trong một cái một buổi nói chuyện nhỏ thì có một em thanh niên tôi hỏi tin nhắn con đến kìa nó liếc nhìn ôi kêu đọc kinh thánh đó thầy tôi nhìn nó tôi nói cái gì tại vì nếu mà con xuyên đọc á không? thì người ta không nhắc con là thứ nhất cái thứ hai nếu con xuyên đọc thì con sẽ không nói với thầy rằng ôi xưa, cái, cái nhắc đọc kinh thánh đó có nghĩa rằng nó bị ép buộc Tôi nói là ở đây không có đâu, chỗ khác Bây giờ mình đi tiếp Điều thứ nhất là như vậy Điều thứ hai mà tôi muốn cùng học quý vị Đó là cái sai của chúng ta trong mục tiêu Chúng ta cùng xem với nhau Câu số 6, số 7. Ai đọc gì? tôi?

là cái mục tiêu quyết định đi theo Chúa là thành lập vương quốc. Mấy môn đồ này vẫn nghĩ rằng đây là lúc Chúa làm gì? Khôi phục hay là thành lập trở lại vương quốc hay là quốc gia Israel đang bị người La Mã áp bức phải không? đủ rồi thứ nhất cái lúc mà ngài bị đóng đinh là tụi con cũng trốn hết nè đúng không rồi cái lúc ngài sống lại thì con cũng khẳng định là ngài có sống lại cũng tốt nè nhưng mà chờ lâu quá 40 ngày lận chừng nào tuyên bố quốc gia đi thầy hay nói cách khác là chừng nào thành lập nước Israel ở tại chỗ này trở lại để đánh đuổi cái đám kia đi đi thầy cái mục đích của họ đi với chúa là như vậy nhiều khi chúng ta đi với chúa chúng ta bị sai cái mục đích cái sai cái giá trị cái con đường mà chúng ta đang hướng đến để đi nếu người ta đi đúng mục đích sẽ không có những bài hát thế này lạy chúa con quỳ gối trước mặt ngài để xin con có được người con yêu đó là mục đích của một anh chàng nào đó thậm chí ngày xưa chính tôi nè cũng bắt đầu đi với Chúa cũng sai mục đích mẹ tôi dẫn tôi lên hội thánh để cầu nguyện tin Chúa tôi thấy xung quanh mẹ tôi nói, lên đi thì tôi cũng đi lên xong tôi thấy ôi xung quanh người ta khóc quá chừng vậy làm gì mà cúi đầu xuống khóc quá chừng khóc luôn thì tôi tưởng là khóc thì tôi lên đó tôi khóc thôi Tôi khóc mà ước xung quanh tôi luôn Đến nỗi mẹ tôi giật tay Con khóc dữ vậy Thì con mẹ kêu con lên đây con khóc mà Lắm lúc chúng ta đi sai mục đích Xưa lúc mà tôi còn Còn đi học con mấy thằng bạn thôi. Ê Ngọc Trong nhà thờ mày có mấy nhỏ đẹp không Tao vô tao tin chúa Tao cua nó coi okay cái này nhiều lắm giới trẻ nhiều lắm nhưng mà không có trong nazarin không có cho nên đôi khi chúng ta sai những mục đích của mình và đó là lúc mà chúng ta phải nhìn nhận đúng trong mục đích mà chúa muốn đặt để cho chúng ta hỡi những người bước đi với chúa mỗi ngày chúng ta còn đang tồn tại chúng ta vẫn còn ăn còn uống còn thở khi mà chúng mỗi mắt mỗi ngày mỗi sáng ra chúng ta mở được cái con mắt mình ra và còn được hít hơi thở của bầu khí quyển này Thì chúng ta hãy biết được rằng mục đích Chúa cho chúng ta trên cuộc sống này là theo ý định của Ngài rồi Đừng đánh mất cái mục đích ấy Mục đích đó là gì? Giống như cái lời bài học hồi nãy người chị em Chị Loan đúng không? đúng rồi, nhớ tên chị. Chị Loan tại vì giống tên vợ tôi cho nên tôi ráng tôi nhớ. Chị Loan có nói rằng chúng ta để làm gì? Để làm vinh danh Thiên Chúa của chúng ta. Ăn uống hay làm bất cứ chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Mục đích của tôi có mặt ở trên đất này để tôi làm tôn cao vẻ đẹp của Đức Chúa Trời của tôi. Amen. Amen nếu chúng ta làm sai mục đích thì hãy quay lại đi hãy nói với chúa trong buổi sáng hôm nay con bước đi với chúa để không sai mục đích nhiều cuộc đời đã nghĩ rằng thậm chí ngày xưa nhà tôi thờ bảy cái bàn thờ quý vị biết không tôi nghĩ trong đầu nha đi theo một ông nữa thờ thêm một ông nữa là tám cái chứ không có gì đâu lo tôi nghĩ như vậy đó trên đường tôi đạp xe đạp tôi về xong tôi nghĩ trong đầu nó chắc thờ thêm ông này thành tám cái bàn thờ bây giờ chuẩn bị lập tôi cứ nghĩ như vậy thôi mục đích chúng ta đi với chúa là gì ngày hôm nay có nhiều người không trả lời được Mục đích đi với Chúa không phải là cơm áo gạo tiền mỗi ngày đâu. Mục đích để nhóm lại trong hàng tuần vào sáng Chủ nhật ở đây là gì? Mục đích sáng Chủ nhật để nhóm lại ở đây không phải là ông mục sư hôm đó cho đồ ăn ngon thì ăn tươi vui thích. Rồi bữa nào có nhiều ông cho ăn cơm nguội sao đấy? Nhai muốn gãy răng luôn. Chúng ta hãy coi rằng mục đích của chúng ta đó là mỗi ngày lời của Đức Chúa Trời có đem lại sự sống của chúng ta hay không? Lời cầu nguyện có phải là hơi thở cho cuộc đời chúng ta hay không? Đó mới là mục đích sống của chúng ta. Tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa mỗi ngày? Để chúng ta đang tập lên thiên đàng chỉ có một việc duy nhất thôi. Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời chứ cho chúng ta là con người vẫn còn sống vẫn còn ăn uống vẫn còn vui chơi chúng ta có nhiều thức ăn món món ngon vị lạ tôi bảo đảm quý vị ở đây không ai, ai ăn những đồ lạ như tôi đâu tôi bảo đảm quý vị tôi sống cùng với anh em chân tộc tôi ở cùng với họ thậm chí đang đi tay rất ngon cắt ké bỏ bẻ, bẻ cái đầu cạch cái bỏ túi xong tối về dọn cơm cho tôi ăn tôi nói mắm này ngon thế mai cho tôi đem về nhé ơi mai em cho thầy mai mở ra cái hũ đó tôi thấy ngoài các ké còn nằm trong đó đó hôm qua tôi khen ngon nha. ngon lắm quý vị dám lấy không tôi thấy mấy con nó bò 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 trong đó vẫn còn trong cái hũ mắm đó bò 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 bò, bò. vậy mà sống qua chấm ngon ghê luôn á Một đích chúng ta không phải là ăn uống Mục đích chúng ta đó là làm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà chị em rằng chúng ta hãy sống đúng mục đích của Chúa kêu gọi chúng ta. Không phải tất cả mọi người lên đây đều có thể hát được, đúng không? Chúng ta đều hát được đó, nhưng mà không phải tất cả mọi người lên đây để có thể hướng dẫn để người ta hát được, đúng không ạ? À? Mà cũng không phải tất cả mọi người lên đây để làm ông mục sư được, đúng không? Mỗi người Chúa cho chúng ta mỗi mục đích khác nhau Để chúng ta sống để phục vụ Ngài Giống như cái bài dạy sáng hôm nay Ta học về trường Chủ nhật Đó là mỗi ân tứ khác nhau Chúa cho Cho nên như chúng ta đã biết rằng Mình sai cái mục đích rồi Thì xin Chúa cho sáng hôm nay Chúng ta phải quay lại với Chúa Trong lời của Ngài Tôi không giảng về Đức Thánh Linh một Dịp khác Giờ đi qua giùm tôi câu số 11 từ câu 11. Câu số 9 đến câu 11, ai đọc giùm tôi tập câu 9 đi. Để cho dễ hiểu. Đúng rồi, sau khi Dạ yeah. Bây giờ chúng ta tưởng tượng Chúa đang nói ngon lành vậy đó Chúa nói rằng như ghi Đức Linh dán trên các ngươi Thì ngươi nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem Chúa đang nói ngon lành tự nhiên Tự nhiên xảy ra câu số Số 9 Ngài phán mấy nhiêu lời rồi Thì bỗng được cất lên trời Lên trời như thế nào Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa hụt hẳn cái tâm trí vẫn nghĩ rằng ngài sẽ xây dựng lại jerusalem ngài xây dựng lại một đế chế mới và bây giờ tự nhiên bị hụt hẳn đây là tình cảnh mà tôi nói quý vị rằng rất nhiều người có những giai đoạn trong đời sống mình đi với chúa mình bị hụt hẳn đi và khi bạn hụt hẫng đi bởi vì những nan đề Bạn bị hụt hẫng đi bởi vì những điều xảy ra xung quanh mình Thì bạn sẽ làm gì? Trước đầu giờ giảng Đừng tưởng một sư là ghê lắm Đầy sức mạnh, không có đâu Ông này cũng đã bị hụt hận đây nè. Tôi cũng bị tổn thương, bị hụt hận vậy. Tôi hỏi Chúa rằng Chúa ơi tại sao con đang nằm đây mà con con lại tiếp tục nằm nữa hả? Hụt hẳn đó quý vị. Nhưng mà gì? Sáng hôm nay có một chữ mà tôi muốn học cùng quý vị. Tôi xin đọc bản truyền thống nha. Bản truyền thống cái chữ này tôi thấy hay quá tôi không thể bỏ được. Mà nói rằng hỡi người Galilei sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi ngóng là gì là trong là nhìn là thấy nhưng mà là ngó nhưng còn là một cái nữa một cái luyến tiếc nữa không biết lúc đó giờ ai nhập ông phan khôi không biết nói cho vui về thôi chứ chắc chắn rằng chúa dùng ổng để soi sáng chỗ này ổng dùng cái từ ngóng ở đây giống như là một đứa bé nó trong ngóng bố mẹ nó mẹ đi chợ về nó mong đợi hy vọng và cái chỗ ngóng ở đây nếu mà chưa về thì ngóng mong chờ hy vọng nhưng mà khi đã xuất hiện rồi mà mà bỏ đi như vậy thì có nói lên một cái một cái ý nghĩa bên trong đó là cái sự luyến tuyết muốn kéo thời gian trở lại các môn đệ, các môn đồ của Chúa Giêsu đọc bài tỏ cái tấm lòng chỗ này. Thưa quý vị, sáng nay tôi muốn nói quý vị điều này. Sẽ có những lúc chúng ta khuyến liên tiếp bởi một vài cái điều gì đó trên đời sống của mình, chắc chắn là điều đó có. Hãy nhỏ mấy bạn thanh đi có tiếc con nhỏ đó ngày xưa không có tiếc người yêu đó ngày xưa không có không thành thật trả lời đi có hay không ở à, đây không có hay là bên nazarin không có có không dạ cũng có đó cái chuyện đó rất là bình thường của một con người mà nhưng quá khứ sẽ được xếp lại nhường cho một chương mới Hỡi người Galile, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại. Một chương mới sẽ được mở ra, để chương mới có thể mở ra thì chương trực cũ phải được xếp lại. Đúng không ạ? Bạn khi bạn đọc lời của Chúa để bạn muốn biết cái trang bên kia thì bạn phải xếp lại trang bên này. Còn nếu bây giờ mà bạn không muốn biết trang bên đây ghi cái gì Thì bạn cứ để cái mặt mình liên tiếp hoài như vậy đi Chúa luôn là niềm hy vọng của chúng ta Ngài là niềm hy vọng của chúng ta Cho nên Ngài luôn có một chương mới trên cuộc đời của chúng ta nếu Chúa không thăng thiên về trời Thì sẽ không có chuyện Ngài sẽ tái lầm sẽ không có chuyện Đức Thánh Linh giáng lâm và cũng sẽ không có chuyện Ngài sẽ tái lâm ở với chúng ta trong nay mai. Amen. Cho nên trong đời sống mình đi với Chúa sẽ có những chương mới làm ơn đừng nhìn cái chương cũ nữa. Tiếc lắm. Nhớ lắm. Tha thiết lắm. Uổng lắm. Nhưng mà xếp lại đi để mở chương mới. Amen hãy mở một chương mới với đức chúa trời nếu bạn không mở một chương mới với đức chúa trời bạn còn giữ cái chương đó thì không bao giờ chúa cho bạn một chương mới đâu chúng ta chỉ có hai bàn tay thôi nếu chúng ta cứ giữ khăng khăng những điều này thì làm gì chúng ta cầm cái mới được phải không ạ nếu chúng ta cứ giữ khăng khăng những điều như thế này thì làm sao chúng ta cầm được cái mới là một cơ đốc nhân là một người đi với chúa đôi khi có những lúc chúng ta phải buông bỏ ra hãy thả nó ra đúng phan khôi ghi chỗ này hay đúng phan khôi nói chỗ này tuyệt vời đúng những từ ngữ tiếng việt mình mô tả chỗ này tuyệt vời lắm nhưng không dừng lại Câu kinh thánh này không dừng lại ở phần đầu Mà còn phần sau Phần sau là niềm hy vọng cho tất cả mọi người Hỡi những con người Galile Chúng ta biết tại sao mà hai thiên sứ Xin nói rõ đây Kinh thánh không có đủ từ để mô tả thiên sứ Bữa nào có dịp nào mà chúng ta muốn học á Thì tôi hướng dẫn cho Kinh thánh không có đủ mô tả về thiên sứ Mà chỉ mô tả rằng hai người nam Hình dung của Thiên Sứ là hai người nam, cho nó dễ hiểu. Thật, thật sự ra Thiên Sứ không phải là nam hay là nữ. Thiên Sứ là không nam cũng không nữ. Tại vì Thiên Sứ đâu có lấy vợ lấy chồng được đâu. Đúng không? Rõ ràng. Nhưng mà ở đây, ở đây mình không phải học bài đó. Bây giờ mình quay trở lại này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với quý vị rằng, rõ ràng tại sao hai tiên sứ này hay những người này là hỡi những người Galilee bởi vì nếu mà chúng ta biết được biết được địa lý kinh thánh á Galilee là phía bắc mà họ đi tới tận miền nam để thấy việc hành quyết Chúa Giêsu xử tử Chúa Giêsu để biết được cái việc đóng đinh Chúa Giêsu và thấy được việc Chúa Giêsu sống lại để biết được việc mà Chúa Giêsu được thăng thiên về trời thì từ miền bắc họ đi đến tại miền nam Đi một cái đoạn xa xôi Mà ngày xưa đâu phải là đi giống như đi mình đi bây giờ Mấy anh em hỏi tôi rằng à, Thầy ơi thầy có ra kịp để dị giảng không Nói, Dư sức Tôi ra phải dư hơn 4 tiếng đồng hồ cho các bạn Các bạn an tâm Tôi bay mà Tôi bay xong tôi vô lớp tôi dạy luôn mà Đâu có gì đâu Cho nên Nó nhanh lắm Còn nếu mà đi giống như ngày xưa Là chưa dễ giàu gì đi như vậy được Đúng không quý ông bà anh chị em cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng các thiên sứ này nói như thế nào? Hỡi những người Galilee hãy khẳng định với họ rằng gốc gốc tích của mấy ông là tuốt ở tại Galilee mà không sẵn sàng đến miền Nam này hy vọng. Nhưng có một niềm hy vọng lớn dành cho các ông. Ấy là giê này sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời Nếu chúng ta không biết xếp lại thì chúng ta sẽ không có niềm hy vọng mới. Chúa Thăng Thiên để xếp lại một chương hoàn tất của Ngài để Thánh Linh giáng lâm. Nếu Chúa không Thăng Thiên thì Thánh Linh sẽ không có giáng lâm được và Ngài phải ở luôn với chúng ta bằng thể chất đó, bằng một thể chất mới của Ngài. Không phải Mục đích của ngài là ngài đã xong rồi, ngài đã, ngài đã xong mọi việc rồi ngài phải thăng thiên. Bạn có thể liên tiếp hình ảnh đẹp đó, bạn có thể lưu giữ lại. Ồ oh, lúc bây giờ mà tôi nghĩ, mà hôm tôi nói với mấy đứa thanh niên tôi đấy, ê mấy đứa con. Một sư nghĩ rằng hồi xưa mà có cái điện thoại mà chơi selfie với Chúa mà lúc mà Chúa thăng thiên chắc vui lắm tôi giảng cho thanh niên tôi chơi với thanh niên cho nên tụi nó nói thầy hài giống tụi con quá mà thiệt lúc bây giờ mà chúa bắt đầu thăng thiên là mình được selfie phì chung với chúa chắc giữ mấy hình nó vui mình chỉ giữ được cái hình trong tâm trí của mình thôi các người lên lên này họ chỉ giữ được trong tâm trí nhưng các con ơi xếp nó lại đi ngài niềm hy vọng rằng ngài sẽ trở lại bao nhiêu người ở đây còn nghĩ quá khứ anh hùng. Thì tôi xin thưa quý vị rằng nếu quý vị còn nghĩ rằng mình là quá khứ anh hùng thì nói thiệt quý vị rằng không có điều mới đâu. Tối qua mẹ tôi nói chung bà chị tôi ghé chơi và mẹ tôi nói rằng kể một cái câu chuyện mà tôi hỏi mẹ tôi rằng cái câu chuyện bao lâu rồi mà. Chắc mẹ nghĩ chắc 40 năm trời. Mình luôn nhớ lại Thông cảm cho người lớn tuổi chỗ đó Tám mươi mấy rồi Mà nhớ được cái chuyện ngày xưa Tới bốn năm về trước Thì giỏi lắm á Nhưng mà thường, thường là người 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 lớn tuổi thường hay như vậy Nói giống như cái tinh thần ở Trong uh, thi thiên bốn hai Xưa tôi đi cùng đoàn chúng Dẫn họ đến nhà Đức Dô ba, Có tiếng reo mừng và khen ngợi Nhớ chuyện ngày xưa không mà hồi xưa tao anh hùng lắm mà xưa tao đẹp trai lắm hồi xưa tao đẹp gái nhất vùng luôn hồi xưa tao là gì đó nếu chúng ta vẫn còn ấp ủ tất cả hẳn nhiên tất cả những cái bộ phim đó nó đã lưu ở trong ký ức này rồi khỏi bấm delete từ từ nó sẽ được từ delete nhưng mà nếu chúng ta không xếp lại những quá khứ huy hoàng những hình ảnh tốt đẹp đó thì làm sao có một chương mới trên cuộc đời của chúng ta sáng hôm nay tôi muốn khích lệ quý vị rằng ngóng ít ít thôi đừng ngóng nữa nhìn chăm xem được trong quá khứ như vậy là đủ rồi hãy nhìn ra điều tươi mới mà chúa sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta amen nếu chúng ta vẫn giữ lại quá khứ anh hùng của mình thì tôi tin rằng chúa sẽ khó làm cho quý vị những điều tươi mới vì chúng ta nghĩ rằng mình vẫn còn ngon đúng không hãy để cho chúa hành động một điều tươi mới trên đời sống của chúng ta và câu chuyện cho chúng ta kết thúc câu chuyện thật là tuyệt vời những người này họ cùng lên phòng cao và lễ làm gì luôn liên tục cầu nguyện và có một niềm hy vọng mới dành cho họ phải hãy nhìn lại trên cuộc đời mình với chúa đi quý vị sẽ có những giai đoạn mà chúng ta nghĩ rằng rất oai hùng. Nhưng khi Chúa hành động, khi Chúa hành động thì Chúa cần chính quý vị hơn là một quá khứ anh hùng. Ngày sau cùng, tôi đọc Kinh Thánh tôi luôn thấy những cái cụm từ này khi Chúa Jesus cảnh báo ngày sau cùng, Ngài há thấy đức tin trên mặt đất chẳng Ngày sau cùng, có sẽ có nhiều người nói với ta rằng nhân dân ta đã nói tiên tri, đã làm nhiều phép lạ. Nhưng mà ngày sau cùng đó, Chúa nói như thế nào? Ta không biết các người là ai. Hỡi những con cái của Chúa. Hãy đặt niềm hy vọng mình với Chúa. Hãy xếp lại những trang sử hào hùng, anh hùng của mình, hãnh diện của mình hãy nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời đi. Hãy bước tiếp. Chúng ta thấy cái bài học mà nơi những người phụ nữ này, nơi những người môn đồ của Chúa Giêsu này, họ đã làm gì? Họ vẫn biết bước tiếp, họ không có đứng ở đó đứng mãi nữa. Bởi vì họ có một lời hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Bao nhiêu người ở đây sẵn sàng xếp quá khứ lại để mình bước tiếp một trang sự mới đối với ngài phải xin chúa giúp đỡ trên đời sống của chúng ta để hôm nay chúng ta học về sự thăng thiên của chúa ngoài việc chúng ta nhận thêm một số kiến thức nhưng mà điều tôi thách thức dành cho quý vị rằng hãy tiếp tục hy vọng hãy tiếp tục trong đời nơi ngài hãy tiếp tục bước trong một cái đường lối mới mà Chúa có thể hành động cho cuộc đời quý vị. Hãy áp dụng lời của Chúa như Esai đã từng nói như thế này. Ngài sẽ mở một con đường trong đồng vắng. Sông suối nước sẽ chảy nơi sa mạc. Xin Chúa ban phước trên hội thánh của Chúa qua lời Ngài sáng hôm nay. Amen.